Trong video này, thầy và các em sẽ cùng nhau đến với tiết luyện tập trung trang 123 toán lớp 5 mà. Và trong bài này chúng ta sẽ cùng nhớ lại cái một số kiến thức đó là gì? Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật, ta cần phải làm như nào? Các em lưu ý là muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta sẽ làm như sau. Đó là chúng ta lấy chu vi của mặt đáy nhân với chiều cao cùng đơn vị đo. Em nhớ thế nào? Và công thức ở đây đó là gì? S xung quanh sẽ bằng A cộng B nhân với đóng một ngoặc nhân với 2 nhân với C, tức là nhân với chiều cao. Muốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật ta làm như nào? Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta sẽ làm như nào đây? Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy. Công thức của chúng ta có là gì? Đó là S toàn phần bằng S xung quanh cộng với A nhân với B và nhân với 2. Nhân 2 là hai mặt đáy, A nhân B là diện tích một mặt đáy. Em nhớ chưa nào? Thì muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta làm như nào? Muốn tính xung quanh diện tích hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4. Và khi đó chúng ta có một công thức đó là S xung quanh bằng A nhân A nhân 4. Thế muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta làm như nào? Các em lưu ý, muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta sẽ lấy diện tích một mặt nhân với 6. Em nhớ thế nào? Và công thức chúng ta cần nhớ đó là S toàn phần bằng A nhân A nhân 6. Những công thức này là những bí mật mà chúng ta cần phải nhớ. Thế nào? Bởi vì học toán phải nhớ được công thức, nếu không nhớ được công thức chúng ta sẽ không giải được bài. Đối với thể tích, muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật thì ta làm như nào? Em thân mến, muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao, nhớ là cùng đơn vị đo. Em nhớ thế nào? Và công thức chúng ta cần nhớ đó là A nhân B nhân C. Muốn tính thể tích hình lập phương ta làm như nào? Muốn tính thể tích của hình lập phương ta làm như sau. Đó là ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh, tức là V bằng A nhân A nhân A. A là độ dài cạnh, được chưa nào? Và bây giờ chúng ta đến với phần thực hành. Chúng ta đến bài số 1 như sau. Một hình lập phương có cạnh 2,5 cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Chúng ta cùng đến với bài giải như sau. Trước khi đến với bài giải, chúng ta nhìn chú ý. Ở trong bài toán này, họ cho biết là cái cạnh của hình lập phương là 2,5 cm. Yêu cầu của bài toán này đó là ba yêu cầu. Một là tính diện tích một mặt. Hai là tính diện tích toàn phần. Ba là tính thể tích. Đúng không nào? Từ đó chúng ta có bài giải như sau. Diện tích một mặt thì sẽ bằng là cạnh nhân với cạnh, đúng không nào? Do vậy, diện tích một mặt chúng ta có 2,5 nhân 2,5 bằng 6,25 cm2. Thế còn diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần của hình lập phương chúng ta sẽ có đó là lấy 2,5 nhân 2,5 nhân với 6 bằng 37,5 cm2. Các em chú ý nha. Rồi tiếp tục chúng ta tính thể tích của hình lập phương đó. Thể tích của hình lập phương đó sẽ bằng A nhân A nhân A, đúng không? Tức là bằng 2,5 nhân 2,5 nhân với 2,5 và bằng 15,625 cm3. Các em chú ý ở đây là đơn vị khác nhau, đơn vị diện tích đúng không? Khác với đơn vị là thể tích. Các em chú ý đơn vị nha. Và chúng ta đáp số. Diện tích một mặt 6,25 cm3. Diện tích toàn phần là 37,5 cm2. Thể tích 15,625 cm3. Bây giờ chúng ta đến với bài tập số 2. Viết số đo thích hợp vào ô trống. Một cái bài toán mà cho biết là đây là hình ống nhật, đúng không nào? Có chiều dài là 11 cm. Chiều rộng 10 cm. Chiều cao 6 cm. Họ yêu cầu tính diện tích mặt đáy, yêu cầu tính diện tích xung quanh và tính thể tích.
diện tích mặt đáy của chúng ta, của hình hộp chữ nhật, thì chúng ta có là dài nhân rộng, tức là 11 nhân với 10, ta được kết quả là 110 cm vuông. Đó là. Còn diện tích xung quanh, diện tích xung quanh của hình hộp nhật chúng ta sẽ bằng là A cộng B nhân 2 nhân chiều cao, tức là 11 cộng với 10 bằng 21, nhân 2 bằng 42, 42 nhân với 6 ta được là 252 cm vuông. Đúng chưa nào? Còn thể tích thì bằng dài nhân rộng nhân chiều cao, tức là 11 nhân 10 nhân với 6 bằng cho được kết quả 660 cm khối. Các em chú ý đơn vị ở đây, hiểu chưa nào? Đó là bài toán số 2. Tiếp tục chúng ta đến với bài toán số 3. Bài toán số 3 của chúng ta như sau. Đó là một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình bên dưới này. Người ta cắt một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 4 cm, tính thể tích phần gỗ còn lại. Thế ở trong bài toán này họ cho biết gì nào? Trong bài toán này cho biết là cái chiều dài của hình hộp nhật là 9 cm, chiều rộng là 6 cm và chiều cao là 5 cm. Thế từ đây chúng ta sẽ tìm được thể tích, đúng không nào? Thể tích của cái hộp này. Đấy. Vậy bây giờ khi họ cắt đi một cái khối hình lập phương cạnh 4 cm, đây họ cắt đi. Đấy, thấy chưa nào? Cắt đi một khối như này. Các em quan sát và dự đoán xem bài này chúng ta sẽ làm như nào. Đấy, họ cắt đi. Đây là ban đầu, đúng không? Họ cắt đi phần này. Đấy. Vậy tư duy rất dễ dàng, đó là gì? Muốn tìm cái phần còn lại này, muốn tìm phần còn lại này, chúng ta sẽ có ban đầu, thể tích ban đầu, đúng là trừ đi thể tích mà cắt đi, đúng chưa nào? Đấy. Vậy thể tích ban đầu ở đây chính bằng 9 nhân với 6 nhân với 5, đúng không? Thể tích cắt đi là 4 nhân 4 nhân với 4, được chưa? Đấy là ra thể tích phần còn lại. Từ đây chúng ta có bài giải như sau. Thể tích của khối gỗ ban đầu chính là 9 x 6 x 5 bằng 270 cm khối. Thể tích phần gỗ bị cắt đi sẽ là 4 x 4 x 4 bằng 64 cm khối. Từ đó tính được thể tích phần gối gỗ còn lại sẽ là lấy 270 trừ cho 64 bằng 206 cm khối. Đáp số 206 cm khối. Rất là tuyệt vời, đúng không nào? Rồi, các em thân mến, như vậy trong một ngày hôm nay chúng ta đã đến với cái bài toán luyện tập trung của toán lớp 5 trang 123. Em có thể xem lại video này nếu như mà chỗ này em chưa hiểu. Hẹn lại em ở trong video tiếp theo.